chào mừng quý vị trở lại với chương trình của Emily trong bản tin Hoa Kỳ ngày 11 tháng 1 do Emily và cộng sự thực hiện kính chúc cho quý vị có thật nhiều niềm vui luôn bình an và hạnh phúc trở lại với chương trình hôm nay Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý như sau Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở California do bão mùa đông thêm một đại bồi thẩm đoàn đặc biệt cho giải tán các cuộc điều tra Donald Trump đang dần đến hồi kết Nhật Bản mở rộng căn cứ quân sự gần Đài Loan sau khi Trung Quốc tập trận tên lửa. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Quý vị thân mến, trong 10 ngày qua đã có 12 người thiệt mạng và hàng trăm ngàn hộ gia đình, cơ sở kinh doanh mất điện do bão, buộc Joe Biden phải ra tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở bang California do bão mùa đông. Theo Tòa Bạch Ốc, Tuyên bố khẩn cấp được ông Joe Biden phê chuẩn ngày 9 tháng 1 sẽ cho phép cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang FEMA điều phối các nỗ lực cứu trợ thảm họa và huy động các nguồn lực khẩn cấp cho California. Trước đó thì thống đốc California Gavin Newsom cho biết yêu cầu chính quyền liên bang hỗ trợ bang này được bảo nghiêm trọng nhất với gió mạnh, mưa lớn đổ bộ California từ ngày 9 tháng 1 được dự báo gây ra thời tiết khắc nghiệt trong 48 giờ tới và người dân sẽ tiếp tục vật lộn với bão trong tuần này. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Newsom xác nhận trong 10 ngày qua đã có 12 người thiệt mạng. Hiện hơn 120.000 hộ ở California vẫn đang trong tình trạng mất điện. Các cơn bão mùa đông tấn công California kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2022 đến nay có thể gây mưa lũ và tuyết rơi dày mưa lũ liên tiếp khiến cho mặt đất sùng ướt và các dòng sông phình to làm tăng nguy cơ lũ lụt lở đất trong tuần trước thì những cơn gió giật dữ dội đánh lật các xe tải trong khi đường phố của các thị trấn nhỏ dọc theo bờ biển phía bắc của california bị ngập và triều cường phá hủy một bến tàu ở santa cruz ở hạng Sonoma, các quan chức đã sơ tán cho hàng ngàn người sống gần đường xả lũ ở các con sông do nguy cơ vỡ bờ. Còn tại Sacramento, người dân được cảnh báo về những con gió giật có thể làm đổ cây và gây mất điện trên diện rộng. Cơ quan Giao thông Vận tải California cũng cảnh báo người dân không ra đường vào đầu tuần. Các cuộc điều tra Donald Trump đang dần đến hồi kết thêm một đại bồi thẩm đoàn đặc biệt cho Georgia giải tán. Quý vị thân mến, vào hôm cuối phiên làm việc tại Quốc hội ngày 10 tháng 1, phía Đại bộ Thẩm đoàn đặc biệt ở Georgia ra thông báo, họ đã hoàn tất công việc điều tra liệu Donald Trump vụ đảo ngư kết quả bầu cử năm 2020 ở tiểu bang. Cụ thể, thẩm phán Tòa Thượng thẩm quận Fulton là ông Robert Mark Bernier, người giám sát Đại bộ Thẩm đoàn vào rạng sáng ngày 10 tháng 1, đã ra án lệnh giải tán. Án lệnh cho hay các bồi thẩm viên đã hoàn tất báo cáo cuối cùng và đa số thẩm phán tòa thượng thẩm bỏ phiếu giải tán đại bồi thẩm đoàn đặc biệt. Tòa cảm ơn đại bồi thẩm viên vì sự công hiến, chuyên nghiệp và cam kết đáng kể về thời gian và sự tập trung vào vấn đề quan trọng này. Đây là sự hy sinh không nhỏ, sự kết thúc của đại bồi thẩm đoàn đặc biệt đồng nghĩa với hai diễn biến mới sẽ có thể xảy ra. Thứ nhất, kết luận Donald Trump sai. Thứ hai, kết luận Donald Trump đã đúng, buộc phải ra thông cáo minh oan và trả lại trong sạch cho cựu tổng thống Donald Trump. Với trường hợp thứ nhất thì sẽ đưa cuộc điều tra tiến đến một bước gần hơn đến các cáo buộc hình sự đối với tổng thống Donald Trump và những người khác. Donald Trump và những người khác chắc chắn thì sẽ phải đối mặt với những án phạt nặng và buộc phải mở phiên tòa xét xử. Tuy nhiên, nếu như trường hợp thứ hai xảy ra thì buộc phải ra thông cáo minh oan và trả lại trong sạch cho Donald Trump. Đồng thời tước bỏ quyền vị của Joe Biden, tóm lão ta vào tù và hàng loạt đồng đảng của lão ta cũng phải gánh chịu hậu quả không nhỏ. Theo các luật sư kỳ cựu tiết lộ, trường hợp thứ nhất sẽ rất khó có thể xảy ra vì xét cho đến bây giờ, mọi việc mà tổng thống Trump làm không hề vi phạm luật pháp của Hoa Kỳ. Vậy nếu trường hợp 2 xảy ra thì chúng ta cũng chờ xem liệu chúng sẽ xử lý như thế nào. Quý vị thân mến, trong bản báo cáo cuối cùng của đại bồi thẩm đoàn này ghi rõ Khoảng 6 tháng qua, Đại bộ thẩm đoàn đã lắng nghe lời khai từ mấy chục nhân chứng, trong đó có một loạt cộng sự thân cận với ông Donald Trump và các viên chức cao cấp của tiểu bang Georgia. Cuộc điều tra này nằm trong số những cuộc điều tra trên khắp quốc gia có nguy cơ đe dọa pháp lý đối với cựu tổng thống, nhất là khi ông ấy tuyên bố tranh cử tổng thống năm 2024. Đại bồi thẩm đoàn đặc biệt ở Georgia không thể đưa ra cáo trạng, nhưng thay vào đó có thể đưa ra báo cáo cuối cùng với những đề nghị. Và sau đó thì văn phòng biện lý quận Paulson sẽ quyết định liệu có yêu cầu một cáo trạng từ đại bồi thẩm đoàn thông thường hay là không. Theo luật Georgia thì đại bồi thẩm đoàn được phép đề nghị tòa công bố toàn bộ hay là bất cứ phần nào trong tuyên bố tổng hợp của họ và đề nghị công bố dưới hình thức nào và tòa phải tuân theo những đề nghị đó. Khi mà tuyên bố giải tán đại bồi thẩm đoàn đặc biệt này, thì ông Mark Bernay ghi trong án lệnh rằng họ đã bỏ phiếu đề nghị công bố báo cáo của họ. Vấn đề chưa được giải quyết hiện tại là liệu báo cáo cuối cùng của đại bồi thẩm đoàn đặc biệt có phải là một tuyên bố chính thức khẩu thể hay là chưa. Tòa dự tính sẽ tổ chức phiên điều trần về vấn đề này vào ngày 24 tháng 1 và văn phòng biện lý cũng như là các cơ quan truyền thông sẽ có cơ hội đưa ra luận lý của mình tại phiên điều trần. Biện lý quận Fulton, Fanny Wells đã mở cuộc điều tra vào năm 2021, ngay sau khi xuất hiện đoạn ghi âm cuộc điện thoại giữa Tổng thống Trump và chánh thư ký Georgia là ông Barack Rappensperger. Trong cuộc gọi đó, thì cựu tổng thống yêu cầu viên chức bầu cử hàng đầu của tiểu bang ra soát lại hoặc là đếm phiếu lại để xem có tìm đủ số phiếu cần thiết để đảo ngược kết quả bầu cử tại đây hay không. Ông Donald Trump cho biết, tôi chỉ muốn tìm cho ra 11.780 phiếu, chỉ nhiều hơn một phiếu chúng tôi có, vì chúng tôi đã thắng ở tiểu bang. Kể từ đó, thì Willis rõ ràng tập trung vào một số vấn đề khác nhau. Các cuộc điện đàm Tổng thống Trump và các đồng minh gọi cho các quan chức Georgia, những tuyên bố kèm theo các bằng chứng được các cộng sự của Tổng thống Trump đưa ra trước các ủy ban lập pháp của Georgia. Toán 16 người Cộng hòa đã ký giấy chứng nhận tuyên bố Tổng thống Trump thắng cử ở tiểu bang, và họ là những đại cử tri được bầu hợp lệ và đủ tư cách. Tuy nhiên, thì bộ thẩm đoàn ở tiểu bang này lại không chú ý tới việc đó, mà cứ chăm chăm cho rằng Donald Trump tuyên bố sai sự thật. Cựu Tổng thống Donald Trump cũng tỏ ra rất mạnh mẽ vì ông ấy tự tin rằng cuộc điện đàm của ông với Rappensperger hoàn hảo và chỉ trích cuộc điều tra của Willis là cuộc săn phụ thủy chính trị kinh khủng. Nhật Bản mở rộng căn cứ quân sự gần Đài Loan sau khi Trung Quốc tập trận tên lửa. Kính thưa quý vị, Nhật Bản đang mở rộng căn cứ quân sự trên một hòn đảo nhỏ phía đông của Đài Loan vài tháng sau khi tên lửa đạn đạo của quân đội Trung Quốc hạ cánh gần bờ biển của họ vào năm ngoái, khiến cho người dân của địa phương lo lắng trong bối cảnh căng thẳng quân sự trong khu vực ngày càng tồi tệ hơn. Yonaguni, một tiền đồn xa xôi của tỉnh Okinawa phía nam Nhật Bản, nằm cách Đài Loan 110 km và gần quần đảo Điêu Ngư, một nhóm đảo được Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền nhưng được Tokyo quản lý với tên gọi là Senkaku. Vào tháng 8, 1.700 cư dân của Yonaguni đã bị sốc khi 6 tên lửa Trung Quốc rơi ngay ngoài khơi bờ biển của Yonaguni, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Những tên lửa này là một phần của cuộc tập trận trên không và trên biển do các đơn vị quân đội của Trung Quốc tiến hành nhằm đáp trả chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ lúc đó là bà Nancy Pelosi. Trung Quốc đã phớt lờ các phản đối sau đó của Nhật Bản và cho biết không có vùng đặc quyền kinh tế ở vùng biển nơi tên lửa hạ cánh vì hai quốc gia chưa thống nhất được về điều này tại yonaguni các công việc xây dựng đang được tiến hành để mở rộng căn cứ cho lực lượng phòng vệ nhật bản và triển khai một đơn vị tên lửa đất đối không tới đảo với sự hiện diện của các lực lượng nhật bản và vị trí gần của hòn đảo với đài loan khiến cho nó trở nên quan trọng về mặt chiến lược các nhà phân tích cho rằng hòn đảo này chắc chắn sẽ bị tấn công trong trường hợp xảy ra xung đột trong khu vực đây là nơi đóng quân của phần lớn lực lượng Hoa Kỳ tại Nhật Bản và có các cơ sở hải quân và không quân lớn, sẽ là một trong những nơi đầu tiên ứng phó với cuộc khủng hoảng trên eo biển của Đài Loan. Vào tháng 9, chính quyền địa phương Yonaguni đã thành lập một quỹ để trang trải chi phí cho các thiết bị và phương tiện khẩn cấp cho người dân địa phương trong trường hợp bị tấn công. Nhiều người dân trên đảo đã tham gia cuộc tập trận đầu tiên, mô phỏng một tên lửa đạn đạo được bắn vào hòn đảo vào tháng 11. Vào tháng 12 thì chính quyền của địa phương đã bỏ phiếu để ủng hộ đề xuất yêu cầu chính phủ quốc gia cung cấp nơi trú ẩn khẩn cấp. Một nhóm thành viên hội đồng dự kiến sẽ tới Tokyo vào tháng 2, nơi họ hy vọng gặp được thủ tướng Fumio Kishida và đưa ra yêu cầu giúp đỡ. Chính quyền của Tokyo cũng đang xem xét các biện pháp để bảo vệ Thưa quý vị, Tokyo đã tiến hành một nghiên cứu vào mùa hè năm ngoái về tính khả thi của việc sử dụng hệ thống tàu điện ngầm của thành phố làm nơi trú ẩn khỏi một cuộc tấn công hạt nhân. Tổng cộng có 105 trạm trên khắp thủ đô đã được xác định, nhưng chúng không có khả năng cung cấp đủ nơi trú ẩn cho tất cả 13,96 triệu cư dân của thành phố. Các cá nhân trên khắp đất nước cũng đang xem xét khả năng của các hầm tránh bom. Takahiro Kawashima, một quan chức của Hiệp hội Trú ẩn Hạt nhân Nhật Bản, cho biết mọi người đã sợ hãi trước các sự kiện tại Ukraine. Đặc biệt là những lời đe dọa của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng ông sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân. Ngoài ra thì còn có mối lo ngại ngày càng gia tăng về các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, cũng như là hoạt động của không quân và hải quân Nga ở vùng cực Bắc, cũng như là mối đe dọa từ phía Trung Quốc ông nói triều tiên đã thử thành công đầu đạn hạt nhân vào năm ngoái đã phóng hàng chục tên lửa trong đó có một số tên lửa bay qua nhật bản căng thẳng giữa trung quốc và đài loan cũng đang gia tăng và rõ ràng là ba cường quốc hạt nhân láng giềng của nhật bản còn lâu mới trở thành các nền dân chủ tự do Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức hôm nay do Emily và cộng sự thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận kế tiếp. Quý vị đừng quên bấm đăng ký và bấm biểu tượng hình chuông bên phải để nhận được những bản tin mới nhất.